trà sữa. Ủa ly 10 ngàn hả cô? Bé học sinh thích uống cái này hả? Bé thì nó uống nhỏ ly nhỏ. Nhìn màu đẹp quá ha. Này hương cốc tay. Cái đó là sữa cô? Sữa. Sữa là sữa ống thọ hả? Không, sữa tươi hả? Sữa Thái là nấu. À, sữa Thái. Nấu. Đây là ly trà sữa. Trà sữa trân châu hả? Ngon không con trai? Ngon. Một ngày con uống bao nhiêu ly? 2 ly. Rồi có bị la không? Uống nhiều bị la không? Không. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Uống mai đâu la hả? Nhìn ngon quá con trai ơi. Rồi con ăn sáng là uống một ly này với cái này là cái gì con? Thuốc xích hả? Chế độ ăn sáng của con hả? Xúc xích và trà sữa. Ngon không? Ngon.